Sống ở đời, mỗi chúng ta đều sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chẳng có ai là được như ý mãi mãi cả. Chỉ khi bạn nhìn thoáng mọi thứ, chỉ quan tâm tới những điều cần quan tâm, buông bỏ những thứ cần buông bỏ, cuộc sống mới thoải mái, mới tự tại. Nhà văn Xiang Xiaoxian nói, rất nhiều chuyện nhìn được thoáng là tốt, không nhìn thoáng ra được, sau cùng vẫn phải cố mà vượt qua. Thế giới này có ánh mặt trời cũng sẽ có bóng râm. Nếu không thể chuyện gì cũng được như ý, vậy thì phải học cách nhắc nhở bản thân khi rơi vào khó khăn, phải có được cho mình năng lực khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Mong rằng tất cả chúng ta giữa bốn mùa luân chuyển đều có thể sống hết mình mỗi ngày. 1. Nhìn thoáng. Vài hôm trước, chồng nhắn tin nói P khai trương cửa hàng hoa quả, mời chúng tôi tới dự tiệc khai trương. Nói về P, cậu ấy là người phát triển tốt nhất trong số bạn bè của chúng tôi. Cậu ấy có một đại lý du lịch riêng, đi đến rất nhiều nơi, cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng hơn 2 năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên ngành du lịch ngưng trệ, thu nhập của cậu ấy giảm đi rất nhiều, sau cùng phải đóng cửa hẳn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai vợ chồng không có công ăn việc làm. Nhưng sinh hoạt phí hay mọi thứ chi tiêu, chăm lo cho gia đình chỉ tăng chứ không giảm. Mắt nhìn tiền tiết kiệm ngày một vơi đi, hai người họ quyết tâm làm lại từ đầu. Ở bữa tiệc, có một người bạn nói rằng, P ơi, làm gì không làm lại bán hoa quả, sáng dậy sớm, tối tan muộn, vừa mệt, vừa không được oai như trước. P chỉ cười rồi nâng ly rượu lên và nói, bây giờ ấy mà, kiếm được tiền mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, tiền mình kiếm bằng sức lao động của mình, có gì mà không oai. Con người ấy à, đừng sống trong mắt của người khác. Nào, cạn ly. Tất cả chúng tôi đều cùng đứng lên với cậu ấy, cùng nhau cạn hết chén rượu. Trong một khoảnh khắc, tôi rất ngưỡng mộ sự thản nhiên và tự tại của P. Sống ở đời, mỗi chúng ta đều sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chẳng có ai là được như ý mãi mãi cả. Chỉ khi bạn nhìn thoáng mọi thứ, chỉ quan tâm tới những điều cần quan tâm, buông bỏ những thứ cần buông bỏ, cuộc sống mới thoải mái, mới tự tại. Từng nghe được một câu nói như này, được mất là combo, chọn có thì tất sẽ phải chấp nhận mất, không thể chỉ chọn một thứ thôi được. Ngẫm lại mà xem, có phải khi chúng ta mất đi một thứ gì đó, chúng ta cũng sẽ bất ngờ có lại được một thứ khác. Đời người thăng trầm là chuyện thường tình, ai cũng phải trải qua những lúc khó khăn cả. Nhưng cần phải biết rằng chúng ta không có nhiều khán giả tới vậy, cũng chẳng có bao nhiêu người ngồi đó đợi xem chúng ta trở thành trò hề. Chuyện có lớn tới đâu, sang ngày mai đều là chuyện nhỏ, sang năm mới lại trở thành chuyện cũ. Đừng tự vướng vào những rắc rối phiền muộn. Nếu bạn xem nhẹ thành bại và những thăng trầm của cuộc sống, mọi thứ bỗng chốc sẽ trở nên rõ ràng. Nếu hoa nở, hoa rụng là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, vậy thì an tĩnh ngồi đó vỗ tay thôi cũng là một niềm vui rồi. 2. Nghĩ thông. Giữa năm rõ ràng đã nói là sẽ điều tôi về công ty tổng, sao giờ tự nhiên lại điều người khác rồi, khó hiểu. Sau khi họp xong, L đập bàn, tức giận, phàn nàn với tôi rằng sếp nói lời không giữ lời. Kể từ khi chuyện này xảy ra, tôi không còn thấy cậu ấy cười nữa.
bất kể là đi họp hay đi ăn, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. Một người có kinh nghiệm làm việc 10 năm, 7 chi nhánh trên khắp cả nước, cậu ấy đều từng làm việc, chuyên môn không có gì là không biết. Vì sao cấp trên không dành cơ hội quay về công ty tổng cho cậu ấy? L kể từ sau đó luôn vướng mắc mãi vấn đề này. Cứ rảnh rỗi là lại hẹn đồng nghiệp ăn cơm để thăm dò thông tin xem như thế nào. Thậm chí đêm nằm vẫn cứ phân tích đến mất ăn mất ngủ. Mãi cho tới hôm vừa rồi, lãnh đạo mở cuộc họp đặc biệt, tuyên bố cậu ấy quay về công ty tổng làm giám đốc cấp cao. Lúc này, L mới hiểu ra rằng lãnh đạo chẳng qua chỉ là đang cho cậu ấy thêm thời gian để hoàn thành nốt dự án trong tay, tiện lấy được thành tích tốt hơn để tăng chức tăng lương một thể. Thì ra, tất cả trước đó đều chỉ là bản thân tự nghĩ mà thôi. Nó hoàn toàn không phải là kết quả thực tế. Vậy mà trong mấy ngày đó, mất tiền mời đông mời tây, không nói làm gì, còn tự dưng lại mất ăn mất ngủ. Từng có một câu nói như thế này: thế gian vô vàn người, có mấy người bạn nhìn thấu được tấm lòng. Thế gian hàng trăm đạo lý, không phải cái nào cũng nghĩ được thông. Nếu cứ muốn tính toán so đo, muốn phải rõ ràng, phải ngô ra ngô, khoai ra khoai, ngược lại càng dễ suy nghĩ lung tung. Chỉ bằng cứ gạt những chuyện đó sang một bên, để thời gian mang cho bạn đáp án. Rất nhiều khi chúng ta sở dĩ cảm thấy không vui, cảm thấy đau khổ, chính là vì quá xem nặng sự việc, nghĩ quá nhiều, đâm vào tường rồi mà vẫn không chịu quay đầu. Học cách nghĩ thông, nghĩ thoáng, gặp chuyện không quá suy nghĩ về nó, có vậy mới thoát ra được. Chăm sóc tốt cho sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Không cần canh cánh mãi với những điều không thể thay đổi, có vậy mới sống nhẹ nhõm, thoải mái được. Không cần lúc nào cũng tìm kiếm điều nọ điều kia, vạn vật đến và đi đều khắc có an bài. 3. Nuốt xuống. Một buổi tối nọ, khi ấy đã là 10 giờ, sau khi tăng ca, trên đường xuống cầu thang, tôi có gặp được Hát. Thấy cậu ấy đang cúi đầu châm một điếu thuốc, mắt đỏ hoe. Thì ra, không lâu trước đó, ba của cậu ấy đi khám, phát hiện có một khối u ở phổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ như bị đảo lộn. Ba mẹ bình thường khỏe mạnh, lại mở một quán ăn nên con cái cũng chưa cần lo gì nhiều. Hiện tại, biến cố đột ngột ập tới khiến họ không kịp trở tay. Cả nhà cùng sống trong căn nhà hơn 50 mét vuông. Vợ vừa đi làm vừa chăm con, mẹ vừa quán xuyến nhà cửa vừa chăm sóc ba. Hát kể từ đó cũng bắt đầu tăng ca, một ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, ban ngày bàn chuyện với khách hàng, buổi tối lén lút đi làm shipper, làm tài xế thuê. Một buổi tối nọ, vì thành tích công việc không tốt, cậu bị lãnh đạo mắng cho một trận, hai mắt đỏ hoe nhưng không hé răng nói với người nhà một câu. Dù có khó khăn tới đâu, cũng không đi kề lể hay giải thích với người khác hoàn cảnh của mình. Một người đàn ông cao 1m8 lại ấm ức tới mức không biết làm sao như một đứa trẻ, nhưng vẫn nuốt cục tức xuống, âm thầm gánh vác tất cả trách nhiệm. 2 tháng trôi qua, bà của Hát dần dần khôi phục sau phẫu thuật. Hát nói, vậy là tôi biết ơn lắm. Cả nhà đầy đủ, không thiếu một ai, đó mới là hạnh phúc nhất. Cuộc sống mà, khó tránh khỏi những thực tế phũ phàng. Nhưng nhìn lại những tháng ngày ấy, khi bạn vượt qua được, bạn mới càng hiểu được thế nào là trân trọng.
những khó khăn, những vất vả sẽ khiến chúng ta tỉnh táo hơn. Chỉ khi không hoang mang, âm thầm nỗ lực, bạn mới được tới cái ngày gặp được những bất ngờ của cuộc sống. Tạm thời lâm vào hoàn cảnh khó khăn không hề đáng sợ. Bởi lẽ dù nỗ lực theo hướng nào, bạn cũng đều sẽ tìm thấy đường xa. Haruki Murakami từng nói, không cần lo lắng về hiện tại, cũng đừng quá ưu sầu về tương lai. Đời người không có trải nghiệm nào là vô dụng hết. Vì vậy, cứ tiếp tục đi, trời nhất định sẽ sáng. Đừng dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì chưa chuẩn bị tinh thần. Khi nhìn thấy được hiện thực cuộc sống, chúng ta càng cần phải có nỗ lực và mạnh mẽ hơn. Hãy luôn tin rằng đường còn dài. Những điều khiến ta cảm thấy ấm áp nhất nhất định sẽ xảy ra.